Thành Lương, vẫn đang là Thành Lương, có thể dứt điểm. Như vậy là bóng đã chạm tay của Bồ Đào Nha Hải Phòng và sẽ có một quả đá phạt 11m. Người để bóng chạm tay đó là Trịnh Văn Lợi. Quyết định dứt khoát của trọng tài Ngô Duy Lân khi chỉ tay vào chấm phạt 11m. Thành Lương chỉ sau ít phút có mặt ở trên sân đã tạo ra sự khác biệt. Sự thay đổi người của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm ngay lập tức phát huy tác dụng. Đứng trước quả đá phạt 11m sẽ là Oma. Tôi là người thành công, tôi sẽ cố gắng và cố gắng, tôi sẽ dùng lại cho đến hơi thở cuối cùng. Bởi vì tôi biết một bài học lớn rằng nếu tôi ở lại dù lâu, tôi sẽ chiến thắng, tôi sẽ ở lại. Pape Oma và Văn Toàn. Oma không vào. Đó là sự xuất sắc của Văn Toàn và chắc chắn là anh đang ghi điểm trong đôi mắt của huấn luyện viên Park Hang-seo. Hai quả phạt 11m đã bị thủ môn trẻ này ngăn chặn trong những vòng đấu vừa qua ở V-League. Oma không thành công trên chấm phạt 11m và các cổ viên của câu lạc bộ Hải Phòng thì cực kỳ vui mừng. Sự xuất sắc của thủ môn Văn Toàn một lần nữa được thể hiện khi phải đối mặt với những quả đá phạt 10m hướng về khung thành của mình. Trận đấu có lẽ sẽ phải gián đoạn ít phút sau sự cuồng nhiệt và có phần quá khích của các cổ động viên Hải Phòng. Những quả pháo sáng đã bị ném xuống sân. Nhưng hãy cùng xem lại tiếng này với một phán đoán có thể nói là cực kỳ chuẩn xác của Văn Toàn. Đối mặt với Oma, một trong những cầu thủ hàng đầu của V-League, Văn Toàn tự tin đổ người chuẩn hướng và cứu nguy cho khung thành của câu lạc bộ Hải Phòng.